Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình làm cái gaming đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn đã thích mình làm tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là cho mình đạt 1113 like và nhớ xem channel Mecca Minecraft cũng như là Mecca Gaming TV để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chính thức của mình thì hãy để lại cho mình hashtag đó chính là đã xem hết và comment cho mình số là 39, mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Các bạn thấy gì chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn nhưng ở trên người của sinh tồn nhưng bên trong Slenderman các bạn ơi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua hòn đảo Slenderman nào. Wow, quay cái đảo này khá là khá là cơ bản các bạn. Đó, một cái cây, một con NPC và một quyển sách. Ok, không còn cái gì khác nữa. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải chơi kiểu mini game ha. Mình sẽ muốn sinh tồn đích thực hơn. Ok. Rồi. Chào mừng bạn đến với Slenderman khổng lồ mức độ khó cộng, thời lượng 25 phút, thể loại sinh tồn, nhiệm vụ tiêu diệt boss Slenderman SE. Chúc bạn may mắn khi sinh tồn trên hòn đảo này. What the hell, không còn cái gì luôn các bạn ơi. What the hell, có đúng cái dòng chữ đó luôn. NPC trao đổi một vàng đổi hai thịt heo, hai kim cương đổi một táo vàng, Spectre gem và vibranium cái gì đó đổi một cái set 7 màu. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tới với một cái map thuần sinh tồn rồi các bạn ơi, thiệt là hấp dẫn. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên việc đi xuống dưới nào. Trước khi đi xuống dưới thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải lấy một ít gỗ các bạn. Nói chung là mấy cái map này được cái là nó gỗ nó rất là gọi là nhiều luôn. Mình không cần phải gọi là kiếm quá nhiều gỗ các bạn. Gỗ mới vô là cho nguyên cây bự chảng luôn, tha hồ mà lấy. Ok, nhưng mà mình... đúng rồi, lần này là chúng ta có thể trao đổi đồ ăn rồi các bạn ơi. Tại vì sao? Tại vì đồ ăn là chúng ta có thể đổi từ vàng mà vàng. Tại vì mình thấy mấy cái map kia vàng nó khá là gọi là phế. Nhưng mà map này nó lại cho mình vàng các bạn ơi. Ok, giờ chúng ta sẽ đi xuống nè. Ui, nghe tiếng gì thế? Nghe tiếng gì ta? What the hell? Wow, đá nè. Tuyệt, con ngựa nó dời. Ok, ngon lành luôn. Mới xuống, mà thấy có sắt là thấy ngon hả bạn. Wow, tuyệt vời, mới xuống mà có sắt có đồ là thấy ngon. Ồ, có than luôn kìa. Wow, hấp dẫn thế. Wow, hoài có vàng luôn. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ rất là cơ bản khi mà chúng ta bắt đầu sinh tồn. Đó chính là mình sẽ cần phải đào một ít sắt. Và chúng ta sẽ cần phải ưu tiên làm một cái cúp đá trước các bạn ơi. Để làm gì? Cúp đá để chúng ta lấy sắt các bạn à. Và mình sẽ cần phải lấy luôn vàng luôn nha. Tại vì sao? Tại vì vàng trong này chúng ta có thể đổ đồ ăn được các bạn ơi. Đổ đồ ăn được thì trời ơi, vàng nó bắt đầu có giá trị đó bạn. Thì trong những cái map trước thì nó không có giá trị, nhưng map này mình thấy bắt đầu vàng nó có giá trị rồi, cho nên chúng ta sẽ phải lấy vàng luôn ha. Mà vàng á thì chúng ta sẽ cần phải lấy sử dụng cái cúp sắt cơ. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy một ít than và lấy một ít sắt, sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái lò nung. Mình sẽ nung số lượng sắt lên một tí ha, rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha các bạn. Mình cũng sẽ ưu tiên gọi là lấy một ít vàng luôn để về chúng ta có thể gọi là trao đổi thịt heo để chúng ta ăn nha các bạn. Nói chung là cái gì cái phải có gọi là thịt có thực thì mới vực được đạo được. Ok, bây giờ mình sẽ nấu sắt và lấy một ít vàng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi xuống dưới khám phá nha các bạn. Hey, hiện tại là mình đang gọi là nấu được rồi, đủ rồi, tầm này là đổi hết luôn chứ mình đâu vàng mình đâu để làm gì đâu bạn. Đổi hết số lượng, trời ơi nhiều vãi nồi. Và chắc là mình sẽ ưu tiên làm một cây thêm một cái cúp nữa ha. Và chúng ta sẽ làm một cái kiếm nữa. Đó, 1, 2. Rồi, như vậy là ok. Mình nghĩ là như vậy là ok bạn. Và trời đã tối rồi đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới nè. Mình sẽ cần phải đi xuống dưới để khám phá gọi là ở bên dưới này nó có cái gì các bạn. Và chúng ta cũng sẽ làm thêm vài cái đuốc nữa. Đó, bỏ vô đây, cầm vô đây. Nói chung là để gọi là đi sinh tồn phải có đuốc, chứ không có đuốc thì sao mình sinh tồn được, đúng không? Ôi ôi, nói chung là đây là cái đầu nha bạn. Đây là mới là phần đầu. Ui, mới xuống một tí có kim cương luôn. Trời ơi, đã, ngon. Trời ơi, ngọt. Có kim cương, quay hết rồi. Kim cương là ngọt nước các bạn ơi. Trời ơi, có kim cương là ngon rồi đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có thể làm... Ủa, hết tầng rồi. Ủa, nhanh vậy? Mới có một xíu hết tầng rồi hả? Oh
mày có ý có kim cương nữa nè. Rồi ok, hết thì hết, mình sẽ gọi là bào hết cái gọi là cái đống khoáng sản trong này để xem chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu kim cương nha các bạn. Tại vì mình nếu như mà mình chưa đổi được cái bộ giáp 7 màu á thì chúng ta sẽ gọi là làm cái bộ giáp kim cương. Đấy, để chúng ta có thể gọi là nếu như trong trường hợp mà mình đánh quái hay cái gì á thì mình cũng sẽ gọi là ưu tiên nó đỡ hơn các bạn ơi. Đấy, ok. Đấy, trời, kim cương quá trời luôn. Nãy giờ mới đào xương xương mà đã gọi là được 8 cục rồi hả? 10 cục. Wow. Để vậy mình sẽ dọn hết cái khu vực ở đây luôn cho nó trống lỏng luôn các bạn. Sau đó rồi lấy sắt sụn các thứ luôn. Quầy, wow, cái này nhưng mà cái này là mình không có keep inventory nha các bạn, cho nên các bạn phải thật sự cẩn thận đấy. Chết một cái là mất đồ luôn đấy, không ổn đâu. Ok, để mình dọn dẹp chỗ này nha các bạn. Chỗ này chắc mình nghĩ là còn khá nhiều kim cương đấy. Tại vì mình thấy nè, quá trời. Mình đừng có phá cái đường đi xuống. Đấy, trời ơi đã. Thôi, ta nói nha, kim cương nó nhiều gì đâu luôn á. Ok, nãy giờ mình đã đào được tầm 40 viên kim cương các bạn ơi. Trời trời, trên tối thui luôn rồi. Oh my god, có nào lên trên gặp quái không? Ui, đừng có quái nha. Cắm nút lên, cắm nút lên, lẹ, cắm nút lên. Nghe tiếng gì ghê. Nghe tiếng ghê vãi nồi. Sợ thế. Ok, như vậy là chúng nghe ghê hả? Đừng từ nha, mình ưu tiên mình làm một cái chốt sắt các bạn ơi, để mình lấy một ít gỗ mình chui dưới luôn, mình sợ quá. Nghe tiếng gì sợ thế? Quay tiếng con gì thế? Ui, sợ vãi nồi. Quay làm lại quyển sách luôn. Ok đi xuống dưới luôn. đi xuống dưới sinh tồn. Ui, ơi da, quay. Trời ơi, sợ vãi nồi con gì các bạn ơi. Ôi, sợ thế. Uầy, trời ơi, xém tí là mình chết luôn các bạn ơi. Trời ơi, kinh khủng vãi nồi. Ok, mình sẽ ưu tiên mình làm một cái bộ gọi là giáp kim cương nha các bạn, để đảm bảo an toàn cho gọi là cái sự sống của mình. Ok. Rồi, và mình nghĩ là mình làm lên mua một cái cúp đi. Đó, rồi, như vậy là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cất bớt từ từ để mình cất bớt đồ vô đây cái đã. Cất bớt khoáng sản vô đây. Rồi, cái gì cái này mình chỗ nãy mình không kịp lấy cái lò luôn các bạn ơi. Trời ơi nó hung dữ quá. Cắn mình luôn chứ. Một vài ba cho nấu lên luôn ha. Mình cứ nấu lên đi. Rồi. Còn lại thì chúng ta sẽ làm mấy cái que, chúng ta sẽ làm mấy cái đuốc. Rồi ok, let's go. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đào xuống dưới đi. Mình sẽ đào xuống dưới đi, bắt đầu từ đây đi. Chúng ta sẽ đào cái đường đi xuống các bạn. Đó, để coi thử bên dưới này nó có cái gì hay ho và thú vị không. Đấy, mình cùng nhau khám phá thử coi. Đúng không?
cái này có nhiều thứ hay ho mà tại sao mình không khám phá. Uầy, đúng là có chút kim cương là nó gọi là đào nhanh hơn hẳn luôn các bạn. Uầy, lại có kim cương này, tuyệt vời. Ngon. Phải dị chứ, cái tầm nó phải gọi là có kim cương vậy mới được chứ, chơi mà không có cho người ta kim cương gì hết sao mà sinh tồn được đó các bạn. Trời, công nhận nha, trong người Slenderman to kim cương các bạn ơi. Ôi ôi, bắt đầu. Ôi, what the hell. Trời, vãi vãi sợ thế. Trời, nổ cái hết hồn luôn các bạn. Oh my god. Trời, quậy nữa. Ôi. Trời, cái gì vậy? Gì đây? Oh my god. Ôi, cái gì nữa đây? Ôi, quậy. Này có rừng mở được không? Ôi, vô tình. Vô tình, hình như là mình phải đi bằng cửa này nè các bạn. Mình phải gọi là gì ta? Mình phải bắt cua các bạn ơi. Nhưng mà vô tình là chúng ta lấy được, mở được. Tự nhiên chỗ này nó bể ra cái mình mở được luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Mình ốp chỗ này lại. Không biết chơi vậy có ăn gian không, nhưng mà thôi. Lỡ ốp lại. Wow, như vậy là bên tay bên này nó cũng có đồ. Thì mình nghĩ là tay bên này nó cũng sẽ có đồ các bạn. Bây giờ mình sẽ thử đi qua bên này nữa coi. Ok, mình đi qua cái tay bên kia nữa các bạn. Cái này là cái phần tay của Slenderman đó các bạn ơi. Cho nên mình đi qua đây mình test thử coi bên này nó có cái gì không nha. Ok, trời ơi, sợ phái nồi. Vừa mới đào ra block cái nó nổ tụt một cái. Này không có gì hả? Uầy, không có gì hết ta. Nhưng mà mình không được đào cái này. Để từ nữa mình đào mấy cái block này đi. Tại vì mình không được đào cái block đồ của bạn đó. Khi mà ví dụ như con mob nó tự động nó phá thì được. Nhưng mình không có được. Bây giờ là gọi là cái đó là giao kèo đó bạn, không có được phá map ấy. Người ta kêu là chơi là không được phá map, cho nên mình không được phá nha. Oh my god, không có hả? Cho mình đi thử đường này coi, thằng lấy kim cương cái đây. Rồi, đó, đi như thế này coi. Ồ, cũng được. Đó. Nãy đi cái đường đi xuống thử coi làm sao. Để coi tình hình là có gọi là gì ghê gớm ở dưới này không. Mình nghĩ chắc không có đâu. Cho nên yên tâm đi. Tập này lo lắng gì, đúng không? Coi có gì không? Không có luôn nè, đó. Tối thui rồi cắm đuốc lên. Sợ thế nhờ. Trời ơi. Để mình coi thử coi có gì thì mình sẽ quay trở lại nha các bạn. Ok, mình đào xuống thì không thấy gì các bạn ơi. Mình quyết định là mình sẽ đào lên đi. Từ đào lên thì mình sẽ đi lên trên, mình đào cho nó dễ bạn. Lên trên đào xuống. Ôi, tự nhiên nay xuất hiện mấy con quái gì nhìn kinh dị vãi đâu luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ mình nghĩ là mình chỗ này à, bên này đi xuống hả? Vậy thế an toàn rồi, đào chỗ này là ok rồi đó. Trời ơi, sợ phái rồi. Ui, nổ đùng đùng luôn chứ. Ui, đây rồi, thấy chưa? Hồi nãy tại vì mình thấy là tự nhiên nha, hai bên đúng không? Hai bên cánh tay thì phải hai bên đều phải có. Ui, đi ra. Trời, con này nữa. Hai bên cánh tay đều phải có chứ đúng không? Tự nhiên một bên có một bên không sao được. Vậy nó đâu có công bằng, đúng không? Cho nên mình phải đi tìm tiếp. Đấy. Ui, ra đâu vậy? Thôi, ê, mày con cái con này là con gì ta? Thần chết hả? Thần điên này, cái con thần chết điên khùng này vô. Ây da, gì đây? Ui, trời, mạnh nhí. Ồ, mày, ui da. Trời ơi, con quýnh mình xém chết luôn các bạn. What the hell, lấy ra, chết đi. Ui, à. Wow, ui, như vậy là mình biết rồi các bạn ơi. Hai bên cánh tay là hai bên thử thách để chúng ta có thể chế tạo ra được những cái cục gem này nè các bạn. Những cái cục gem này á là dành để cho mình gọi là có thể trao đổi những cái set đồ 7 màu các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ á, mình gọi là phải đi xuống dưới đây à. Đây có cái đường đi xuống nè, xung quanh đây có gì nữa đâu. Đuốc không à, cắm đây cái cho khỏi xuất hiện quái, đi xuống à. Ui, con gì đây? À, con này nãy mình thấy rồi, con quái vật kim cương. Ui da, ui, xíu. Mày, ui da, bắn nè. Ui, hơi chào á, bắn không. Ui da, bắn không. Ui da, bắn. Trời, chào. Ôi, nó chào quá bạn ơi. Thôi chừng nó bắn mình chết rồi bạn. Mày, chỗ nó bắn mình để bị hiệu ứng độc nhá. Mày
chết đi, chết đi. Ôi không được, không được, không được, ui 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 ui. Trời ơi, nó bắn gần chết luôn các bạn ơi. Phải rồi. Ôi ơi, cái gì nữa đây? Từ 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 anh ơi. Trời ơi kinh khủng quá. Trời ơi, cái đúng lại gọi là Slenderman có khác các bạn ơi. Thiệt chứ, bắt đầu cảm thấy là khó khăn rồi, hèn gì người ta để cái mức độ khó là khó mà còn khó cộng nữa các bạn. Chứ không phải khó bình thường nữa, cộng luôn. Mày, trời quýnh nãy giờ không chết rồi. Mày, chết đi. Ôi, cuối cùng cũng chết. Ui, chó gì đây? Ui, wow, lại thêm được mấy cục gem nữa, 14 cục rồi các bạn ơi. Thì lúc nãy hình như mình nhớ không nhầm là nó được 20 mấy cục thì phải, mình tính á, là nó giống như một bộ đồ vậy, nhưng mà nó còn cái cục Viridium gì nữa. Ok, thì xuống dưới lần tiếp theo nè. Có một cái rương, xuống mở. What the hell? Ủa, sao cái... Phải rồi các bạn ơi, cái rương. Quay, cái rương nó đánh mình luôn nè. Oh my god, nó đánh đầu thế. Trời, rương đánh đầu phải rồi. Oh my god. Trời, đánh nhiều đâu vừa đánh xe nữa. Mày. Trời, đâu quá. Trời, cái rương đánh đầu quá. Trời, nó đánh mình giảm đam nữa các bạn ơi. Cho nên mình bị đánh yếu đi nè. Wow, chắc là mình phải để cái đồ ăn này nè, vừa đánh vừa ăn quá. Hay là mình phải làm một cái khiên ta. Thấy nguy hiểm với ta. Trời ơi, con này thấy trâu ấy. Nè, nó quýnh mình là bị giảm đam nè, cho nên mình khi mình đánh nó rất là chậm. Ui, thấy không các bạn, thấy không, trời, nó quýnh đâu. Ui, chơi gì sao chơi lại anh ơi. Chắc là mình phải đi lên làm cái khiên của các bạn ơi. Sau đó mình sẽ xuống mình bèn nó mới được. Chứ tầm này là không ổn mà các bạn ơi. Cái chỗ ấy đâu à. Chỗ lúc nãy mình để mấy cái gì đó, mình để mấy cái bàn chế tạo ở đây, trên này. Trời, quýu luôn các bạn, quắn luôn. Không biết đâu ra đâu luôn. Rồi, làm cái khiên. Rồi, khiên rồi. Đây, khiên đây. Đó, ok. Đỡ vô các bạn ơi. Chơi con đó nó mạnh quá. Cuối cùng sau gọi là 5 phút đồng hồ mình cũng giết được cái thứ rương này. Trời ơi, vãi rồi. Trời, wow, 24 cục các bạn ơi. Oh my god, tuyệt vời. Như vậy là chúng ta gọi là đủ để trao đổi cái bộ đồ, nhưng mà cần phải kiếm cái cục gì nữa. Bây giờ mình leo lên trên cho các bạn xem là chúng ta sẽ cần cái cục gì ha. Trời, vãi nồi, đúng là gọi là kinh khủng thật sự luôn á. Đánh cái gì mà đánh quá trời đánh luôn. Trời ơi, ta nói đánh gì mà muốn xúc quần luôn, đập gọi là chịu không nổi luôn. Gì đây, gì nữa đây. Lấy miếng thịt các bạn. À, đó, 24 mà mình cần cái Viridium gì nè. Vibranium gì nè. Đó, cái này thì bây giờ chắc là mình phải đi xuống dưới mình kiếm các bạn ơi. Đổi miếng ít thịt đi. Đó, rồi cất tạm vô cái này vô đây đi. Đó, cất những cái thứ gọi là quan trọng vô đây. Kim cương các thứ rồi vàng vũng các thứ rồi đem ra nấu đi.
tại vì mình cũng khá là nhiều ấy á. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi gọi là đi xuống dưới, đi xuống dưới nữa luôn á, dưới giống như đây đó, mình đấy, đào đào kiểu này nè. Trời ơi, gì mà nghe có vẻ ở dưới này có vẻ ồn ào quá ta, không biết là dưới này ổn không vậy, dưới này ổn vậy, nghe ồn ào thế. Đây để mình đi xuống dưới mình kiếm coi. Ui, sợ thật sự luôn á. Trời ơi, bạn thấy đánh cái rương thôi mà đánh gì mà lòi bắn họng luôn. Wow, kim cương nữa nè, nhưng mà giờ kim cương mình không cần nữa bạn ơi. Bây giờ mình cần là mình cần cái Varanium gì nè. Đấy, ok, trời, nghe tiếng gì. Càng ngày cái thế giới này nó càng kinh dị các bạn ơi. Những cái hòn đảo càng ngày nó càng khó, chứ không phải đơn giản như gọi các bạn coi nữa đâu. Ui, có bảy màu. Cái đá bảy màu, ok. Tuyệt vời. Trời ơi, có đá bảy màu là thấy ngon hả bạn. Đó, đi ngược xuống lại nha. Mình sẽ làm cái đường cầu thang để chúng ta có thể dễ dàng nữa. Như bạn thích đi xuống thì đi xuống, mà đi lên thì đi lên. Đó, đi xuống luôn, xuống dưới luôn. Coi thử coi. Wow, lại bảy màu nữa. Tuyệt vời, kiếm thêm được ít nữa các bạn ơi. Ngon lành. Đó, ok. Còn nghe tiếng gì đây? Đang đào mà chúng ta thấy xuất hiện mấy con quái là thế nào nó cũng bị nổ block nha các bạn. Cho nên phải cẩn thận nha, mấy con boss ấy. Thật chứ, quá nhiều boss. Ui, nè, ui, phải nó không ta? Từ mình đào thử coi. Đúng không? Rồi luôn, chính xác luôn các bạn ơi. Như vậy là chúng ta có thể đào được cái quặng này rồi. Ok, mình kiếm được bao nhiêu cục ta? Hồi nãy nó yêu cầu bao nhiêu cục ta? Mình cũng không nhớ là lúc nãy nó yêu cầu bao nhiêu cục nữa các bạn ơi. Từ để mình đi xuống dưới một xíu nữa đi, để coi biết đâu được ở dưới tầng dưới này nó có nhiều hơn thì sao. Rồi nếu mà không có thì chúng ta sẽ đào quanh quanh cái khu vực lúc nãy mà lúc trên này nè. Đó, wow, cái gì đây? Wow, cái này là gì vậy? Oh my god, cái này là gì đây? Oh, sao giống quầy. Cái dưới này là cái hang ổ của con Slenderman các bạn ơi. Oh my god. Ui da, ui hết hồn. What the hell? Con mày. Trời ơi, hết hồn. Quái rồi. Trời ơi, chứ đen đào nó hiện ra hết hồn các bạn. Ok, quậy nữa. Trời ơi, banh xét cái đảo mình đó luôn rồi. Phải rồi ạ. Quầy. Trời ơi, banh hết đảo mình luôn các bạn ơi. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ phải đào những cái cục này. Nhưng mà cục này, ủa sao đào này nó ra. Ồ, như vậy là mình phải đem lên mình chơi mình nấu ra rồi các bạn ơi. Cái quặng này không đào nó không ra cục gọi là gì ta? Cục khoáng sản luôn mà nó ra cục quặng các bạn. Như vậy là mình phải nấu lên rồi. Wow, và ở đây là chúng ta có một cái hang ổ của con Slenderman. Như vậy thì mình sẽ phải ưu tiên cái việc là chúng ta đi kiếm cái cục này trước đã ha. Rồi chúng ta mới có thể gọi là đánh được con Slenderman. Nhưng mà bắt buộc mình phải gọi là gì ta? Trao đổi được cái bộ đồ. Bây giờ mình có 10 cục đúng không? 10 cục mình sợ chưa đủ. Bây giờ mình sẽ đào hết cái khu vực này lên luôn để coi có bao nhiêu cục, rồi chúng ta sẽ đi lên nấu nha. Ok, như vậy là mình đã đào hết cái khu vực này rồi các bạn ơi. Và chúng ta chỉ có được 27 cục thôi đúng không? Ở trên không biết ở trên này còn không ta. Quay, ở dưới là có con Slenderman chứ mẹ đe nè. Thì bây giờ mình sẽ đi lên để chúng ta nung 20 mấy cục này ra nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ trao đổi những cái gọi là vật phẩm gọi là 7 màu. Sau đó thì chúng ta sẽ xuống giải quyết cái con Slenderman này các bạn ơi. Tuyệt vời, trời ơi, chưa bao giờ mình thấy cái map khó như thế này luôn các bạn ơi. Sợ vãi rồi. Ok, chỉ còn một xíu nữa thôi là đủ rồi các bạn ơi. 17, 25. Rồi một cục nữa, mình sẽ đem lên trên để chúng ta trao đổi. Nhưng mà hiện tại là mình mới có 26 cái gem hả ta? 26, không biết 26 cái gem này mình có đủ đổi không đây nè. Đây, mình lên mình coi thử coi. Mình thử coi. Từ nha, để mình coi thử coi. Ưu tiên đổi bộ đồ trước đi. Đó. Ok, như vậy là còn 2 gem. Oh my god, nếu mà muốn đổi cái khiên á các bạn, để chúng ta đỡ đam á, là chúng ta sẽ phải có 3 gem nữa. Nhưng mà hiện tại là mình không đủ. Thôi,
Như vậy thì đành chia tay, mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ gọi là đổi cây kiếm vậy. Ok, yeah. Ô, mình ok. Như vậy là chúng ta đã có được bộ đồ và cây kiếm. Ok. Thêm táo vàng. Ồ đúng rồi. Lấy kim cương đổ táo vàng luôn các bạn ơi. Trời ơi, xịn nha. Trời ơi. Vậy thì con Slenderman tuổi gì nữa các bạn. Ok, khỏi cần khiên cũng được. Mình nghĩ là khỏi cần khiên cũng được các bạn. Cầm táo vàng lên thôi. Đó. Nghĩ là cây kiếm này 20 dam thì cỡ Slenderman là mình gọi là cắt stream luôn. Đây, ok, đi xuống rồi. Let's go, let's go. Nhanh nào, nhanh nào. Một đi không trở lại nè bạn. Lần này là một đi không trở lại nè. Để xuống là khỏi lên luôn nè. Ok, vậy chưa? Are you ready? Pew. Wait, oh yeah. Ui, wait, wait, khá trâu, khá trâu. Wait, nhưng mà wait, từ để mình ăn. Wait, bộ trâu thế. Quýnh đầu ấy. Wait, quýnh khá đầu. Wow, trời, quýnh gì đen xì các bạn ơi. Mình không thấy đường luôn á. Wait, trời, bị lọt vô hang ổ của Slenderman rồi. Ôi yeah, trời, mình mặc set này mà quýnh mình đau vãi thôi. Quay, đừng giỡn nha. Trời, châu hả? Thích châu bò, cẩn thận. Ê, từ, bình tĩnh. Chơi game căng thẳng nha. Chơi căng thẳng không? Chơi game căng thẳng, chơi game không cho ta ăn máu. Chơi mà không cho ăn máu. Trời, hơn là nãy mình đổ nhiều táo các bạn. Mình mà ỷ y á, mình gọi là khinh suất các bạn. Ôi con này lần này là trâu nhất trong cả các loại luôn các bạn ơi. Trong có cả các đảo ấy, mình thấy Slenderman này là trâu nhất luôn ấy. Này, trời ơi, quýnh kiếm 20 đam mà chém kìa. Trời ơi, một lần mất có một xíu máu các bạn coi kìa. Chết đi, giỡn mà. Nhưng mà nói chung là đồ mình vẫn khỏe. Là này biết gì nãy mình, nếu mà mình có được cái khiên là ngon các bạn ơi. Đỡ đam. Chứ không có được cái khiên thì cũng hơi khó. Mày chết đi. Ôi, con chết. Ơi, ăn thêm quả nữa. Trời ơi, hồi không kịp luôn các bạn. Ăn một quả là hồi không kịp luôn á. Phải ăn hai quả hồi mới kịp. Uầy. Còn 7 quả được không ta? Được không? Đừng nha, đừng thua nha. Ui. Ơi, sao mà thua được? Sao mà thua được? Cố lên, còn xíu nữa. Giỡn mà. Yes, các bạn ơi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã solo chiến thắng Slenderman các bạn ơi. Trời vãi cà nồi. Mình ăn, trời hơn là mình có táo vàng các thứ cái kiểu quýnh mới lại các bạn ơi. Trời ơi, Slenderman trâu vãi cả nồi. Các bạn có thấy trâu không? Vừa quýnh đau mà vừa trâu, vừa khỏe, vừa máu nhiều. Nói chung là cực kỳ khỏe luôn các bạn. Đây là gọi là cái map này có vẻ là khó nhất là từ trước gọi là tới giờ mình chơi luôn các bạn ơi. Các bạn có thấy như vậy không? Các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Còn ra thì bạn muốn mình sinh tồn ở bên trong ai nữa, hoặc là sinh tồn bên trong cái gì nữa thì các bạn comment cho bên dưới luôn nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây được rồi, tại vì mình đã hoàn thành thử thách ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình tới giây phút này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.